Rồi ok, qua part 2 ha, các bạn chỉ cần đọc, dịch và chép lại thôi ha. Rồi đừng quan tâm đến câu trả lời. Có hai ví dụ: All the children in the picture are wearing hat. Toàn bộ những cái đứa trẻ ở trong hình thì nó đội nón. Two boys are swimming in the water. Hai đứa con trai ở dưới hồ bơi. Ok, ở dưới nước thì mình dịch là dưới hồ bơi ha. Rồi ok, tiếp luôn. Number one, the tree has got snow on its leaves. Cái cây thì nó có tuyết ở trên lá. The snowman is sitting under the umbrella. The snowman is sitting under the umbrella. Ok, người tuyết thì ngồi ở bên dưới cây dù. One of the children is having a shower. Một trong những đứa trẻ thì tắm vòi sen. Number four, the house has a balcony above the door. Căn nhà thì có cái ban công ở bên trên cánh cửa. Number 5. The taller girl is drinking some orange juice. Cô gái cao hơn thì đang uống nước chanh. Orange juice, nước cam ép. Number 6. The shorter boy is wearing the longest scarf. Cậu con trai lùn hơn, thấp hơn thì đang mặc một cái khăn choàng, đang mang một cái khăn choàng dài hơn. Rồi thầy đọc lại ha. Number one, the tree has got snow on its leaves. The snowman is sitting under the umbrella. One of the children is having a shower. The house of the balcony is above the door. The taller girl is drinking some orange juice. The shorter boy is wearing the longest scarf. Okay, xong ha.